Ok, và hello, xin chào tất cả mọi người. Chào mừng mọi người đã quay trở lại với kênh YouTube của mình. Và mình là Phong Cận TV đây. Và chào mừng anh em đã quay trở lại với một series Minecraft mang tên Vua Rồng. Ta-da, yeah. Ok, thì ok anh em ơi, thì hôm nay mình lại tiếp tục làm series Vua Rồng cho anh em xem rồi đây. Và trước khi vào video này, các bạn đừng quên là để lại cho mình một like, một share và nhấn nút subscribe đăng ký hội cho kênh YouTube của mình, giúp cho mình mau mau đạt lên được 1 triệu subscribe nha anh em. Cảm ơn anh em rất là nhiều nha, cảm ơn. Còn bây giờ thì không nói nhiều nữa, chúng ta bắt đầu vào video thôi nào mấy bạn ơi. Let's go. Ok bạn ơi, thì đố mấy bạn mình đang ở đâu đây. Những bạn nào đã xem những video trước của mình rồi thì chắc chắn mấy bạn sẽ biết mình đang ở đâu. Thì xin giới thiệu với bạn, đây chính là một căn hầm. Mà cái căn hầm này chính là cái căn hầm mà mình đã đi gọi là mai ở đây rất là nhiều luôn rồi. Những cái tập trước, những bạn nào đã xem những tập trước chắc chắn mấy bạn sẽ biết. Thì mấy bạn biết gì không? Hôm nay á, khi mà mình đang đi mai thì mình đã phát hiện ra một cái loại khoáng sản mới mấy bạn ơi. Một cái loại khoáng sản mới. Thì đây bạn xem nha, ở đây nè mình có đào mấy cái hầm nè. Đó, một hầm nè, hai hầm nè, 3, 4, 5 và 6 nè. Thì mình phát hiện ra trong cái hầm này mình đã thấy được cái loại khoáng sản mà mình chưa có đào. Để mình quay clip cho bạn xem, để bạn xem nè. Đây, đây một là một cái loại khoáng sản mà mình không biết được rằng là nó là cái gì các bạn ơi. Bởi vì nó có thể lấp lánh được nè, bạn thấy không? Nè, thấy không? Đó, nó không phải là một màu mà nó có rất là nhiều màu luôn. Nó lấp lánh y như là cầu vồng vậy đó. Mà mình không biết rằng là cúp bằng sắt có đào được hay không, cho nên mình chưa có dám đào. Bởi vì là đào nó mà lỡ mà nó, cái này là một cái loại khoáng sản quý hiếm hay gì nữa mà mình đào mất nữa uổng lắm đó. Mà không những là bên đây đâu nha, bên kia cũng có một cái nữa bạn ơi. Mình sẽ cho bạn xem nha. Đây, bên nào ta, mình nhớ hình như là bên đây phải không? Đợi để mình qua đây coi. Hình như là bên này mình cũng đào tìm thấy được một cái nữa. Trong đây thì mình đào nó hơi sâu một tí. Đây đây đây, à, bên này cũng có nữa bạn. Đây, bạn xem nè, đây đây cũng là một cái loại khoáng sản hình cầu vòng y hệt như bên kia luôn đó, mà mình cũng chưa đào luôn, bởi vì là mình tính là mình sẽ làm cúp kim cương rồi mình đào sâu các bạn ơi. Đó, rồi bây giờ mình sẽ gọi là mình lên trên để mình gọi là chế tạo cho mình một cái cúp kim cương, sau đó chúng ta sẽ cùng nhau xuống dưới đây để đào cái loại khoáng sản đó nha anh em. Rồi ok anh em ơi, bây giờ để mình xem coi kim cương mình để đâu hết ta. Đây đây có 4 viên kim cương đây. Rồi mình sẽ lấy cho mình thêm mấy cái que nữa nha. Mấy cái que mình để đâu rồi nhờ? Không biết mình còn có cái que nào không ta? Cái que này có chế cây cúp kim cương được không nhờ? Cái que hình như là không chế được rồi. Mình nghĩ rằng là mình phải ra ngoài mấy cây để mình lấy thêm ít que nữa. Ok, để mình xem coi. Đập mấy này ra để mình lấy que các bạn ơi. Đó, đây đây, mình đập mấy cây là nó sẽ rơi mấy cái que ra nữa bạn. Đó, chúng ta chỉ cần đập nhiều xíu là chúng ta sẽ có được những cái que. Rồi, ok, quá trời que luôn các bạn ơi, lụm. Ok, rồi, một nùi luôn. Rồi bây giờ chúng ta sẽ cùng nhau gọi là chế tạo cho chúng ta một cái cúp kim cương để chúng ta xuống cái đó mai cái loại khoáng sản cầu vòng đó nha anh em. Mình sẽ gọi nó là khoáng sản cầu vòng luôn đi cho nó quen thuộc nha. Đó, làm cái cúp kim cương nè. Rồi ok, có cúp kim cương rồi. Bây giờ chúng ta sẽ cùng nhau để xuống dưới đó mai cái loại khoáng sản đó nha anh em. Mình thấy cái loại đó là lạ đó, mình sẽ xuống đó mình mai nó mới được. Ai, đi xuống dưới đây xong rồi bỗng nhiên mình bị khát nước các bạn ơi. Mình sẽ uống miếng nước đã. Mình có đào cái hố dưới đây để mình bỏ nước vào đây nè. Để có gì chúng ta ở dưới đây chúng ta còn có nước uống. Đó, rồi để mình vào mình mai thử cái loại khoáng sản cầu vòng nè anh em ơi. Đó, đào thử nha. Wow, đào được rồi nè. Ui, nó rơi chúng ta cục gì nè anh em ơi. Wow, cái cục này nhìn đẹp quá anh em ơi. Nhìn nó lấp lánh cầu vòng luôn nè. Quá đẹp luôn. Ok, để mình đào thêm nha. Ui trời, quá trời luôn. Ok, không biết cái này mình có chế được gì không đây. Mình sẽ đào mình xem thử nha. Đó, ok. Thì đây chính là một cái mod mà mình gọi là cài lâu lắm rồi mà mình không nhớ. Bây giờ mình mới đào thì mình mới tìm thấy được mấy cái loại khoáng sản này các bạn. Đó. Rồi, bên đây cũng có một cái nữa. Mình sẽ qua đây đào luôn nha. Đây, đào nào. Wow, quá trời luôn bạn ơi. Cái loại khoáng sản này á, thật ra cũng rất là dễ kiếm thôi. Nó cũng y hệt như gọi là redstone các bạn ơi. Ui, ây da, trời, đang đào cái tiên ra nguyên con quái vật luôn. Ui cái gì vậy? Mày hả quái vật, chết đi. Ui trời, đang đào cái nguyên con quái vật nó nhào ra cắn mình mấy bạn ơi. Sợ thiệt chứ. Ok, rồi bây giờ là mình sẽ dẫn mấy bạn qua bên những cái hầm khác nữa nha. Những cái hầm khác hình như là mình kiếm cũng được thì phải. Rồi ok, bây giờ mình nghĩ rằng là chúng ta sẽ vào trong những cái hầm này để chúng ta đi mai tiếp mấy bạn ơi, đi kiếm tiếp. Lần trước hình như mình cũng kiếm được một cái mỏ đây nè. Đó, ngay chỗ này cũng có nè bạn. Đó, thấy chưa?
Cái khoáng sản này á, thực sự thì nó cũng dễ kiếm thôi, nó cũng không khó kiếm lắm. Nó cũng y hệt như là kim cương vậy các bạn, rất là dễ kiếm luôn. Đó, đào ra nè. Ây da, lại thêm con quái vật nữa rồi. Sao lần nào đạp cũng, lần nào mà tôi đào cũng gặp quái vật hả chị? Oh my god, lần nào đào cũng gặp một nùi quái vật luôn bạn ơi, sợ thiệt sự luôn á. Ok, rồi, bây giờ mình sẽ mai tiếp đây để mình kiếm coi còn hay không. Ok, đuốc nó hết trơn, hình như là lần trước mình đi mình mai mình dùng hết sạch đuốc rồi. Ok, chỗ này mình nghĩ rằng chắc không còn gì đâu, mình sẽ đi ra ngoài mình mai tiếp nha bạn. Mình nghĩ rằng cái loại khoáng sản này nè, chúng ta sẽ chế được vũ khí hay là gì đó, cho nên mình sẽ mai thật là nhiều luôn nha các bạn. Hy vọng là mình sẽ có thật là nhiều luôn. Ở chỗ này mình có vàng nè, để mình mai vàng luôn. Ok, vàng để đem về làm lucky block, quá hợp lý. Đào vậy hết, ok. Rồi để mình mai tiếp nào. Dạo gần đây á, có nhiều bạn bảo mình là tại sao mình không ra 2 clip một ngày. Thật ra là do dạo gần đây mình hơi bận các bạn ơi, cho nên mình không ra được. Chứ không phải là gọi là mình không tiếp tục ra 2 clip một ngày đâu nha. Nếu như mình có nhiều thời gian rảnh hơn thì mình sẽ tiếp tục ra 2 clip một ngày cho mấy bạn xem nhé. Chẳng qua là mình bận quá thôi à. Ok, rồi để mình đào tiếp coi. Mình sẽ đào xung quanh đây nè các bạn. Nhiều khi xung quanh đây nó sẽ có đó, nhưng mà chúng ta không chịu đào thôi. Hy vọng là xung quanh đây chúng ta sẽ kiếm được thêm gọi là... Ê! Ui! Mới vừa nói được luôn rồi nè. Wow! Ok, 2 cục. Quá nhiều luôn bạn ơi. 3 cục. 4 cục. Ok, quá trời luôn. 5 cục. 6 cục. Rồi ok, mình sẽ đào thêm redstone nữa nè. Đào thêm, đào thêm. 1 hour later. Ồ, lại được thêm rồi các bạn ơi. Từ nãy giờ mình kiếm được rất là nhiều những cái viên kim cương cầu vòng này luôn á các bạn. Ủa, đây là đâu đây? Ui khoan, con skeleton bên dưới phải không? Ô, trời, no. Mình bị nó giết cái là mất hết đồ nha. Mình phải nạp cung vô đã. Mình phải giết nó luôn mới được, không thôi nó giết mình đấy. Ôi, mày tính giết ai? Ui, lại là con zombie nữa kìa. Đang đi mai mà gặp nhiều thế. Ui, tự nhiên là có sấm sét đánh xuống cái đè vậy, gì ghê vậy? Oh my god, kinh khủng phết. Thôi mình lên mình đào cho xong mấy viên này xong mình về các bạn ơi. Dưới đây nguy hiểm quá. Đào bằng cúp sắt được không ta? Ôi, hình như mình thấy được phải không? Ôi, đào không được bạn ơi. Rồi xong mất viên luôn rồi. Thử đào bằng cúp sắt ai về đó không được các bạn ạ. Ok. Wow, được nhiều quá. Nè thêm viên nữa nè. Ok, rồi để mình xem coi được bao nhiêu rồi. Được 42 viên rồi bạn ơi. Wow, 42 viên. À, coi bộ là kỳ này chúng ta hơi bị lời luôn nha. Ok, về, mình bị khát nước rồi. Bây giờ mình phải về để mình xem coi mấy cái viên kim cương cầu vòng này coi nó có chế tạo được gì không nha anh em. Ok. Ôi trời, sao hôm nay trời lạnh quá vậy ta. Để mình ra ngoài đây mình uống miếng nước đã. Mình đang bị khát nước bạn ơi, màn hình mình mờ hết rồi nè. Ra đây uống miếng nước coi. Ui, tại sao chỗ này nó lại có mấy cục băng vậy ta? Ôi đừng có nói là bây giờ là trời đóng băng thiệt luôn nha. Hàng gì nãy giờ mình thấy lạnh lắm mấy bạn ạ. Hình như là trời là nó bị đóng băng thiệt hay sao á. Mấy bạn xem nè, đây cho mấy bạn xem nè. Đó, trời. Nước bị đóng băng hết đấy bạn ơi. Phải rồi, oh my god. Chắc là bây giờ nó đang chuyển qua mùa đông mấy bạn ơi. Một tí nữa rồi mình phải đi kiếm một ít nước đem về nhà. Không thôi là nước đóng băng hết là mình không có nước uống đâu. Để mình xem coi nó có vũ khí làm từ cầu vòng nha. Ơi hình như mình mới thấy thì phải. À đây, thấy rồi mấy bạn ơi. Ở đây nó có rất là nhiều luôn nè. Ở đây nó có chế giáp cầu vòng nè. Wow, chế được giáp cầu vòng luôn hả? Rồi chế được cả những cái vũ khí bằng cầu vòng luôn bạn ơi. Quá hấp dẫn luôn. Bây giờ mình nghĩ rằng mình sẽ thử chế một cái giáp cầu vòng để xem coi cái giáp kia cầu vòng này nè, coi liệu rằng nó có mạnh hơn cái giáp bình thường không nha các bạn. Rồi, để mình chế thử xem. Hình như là cái con rồng của mình nó kêu ồn ào quá. Bây giờ mình sẽ ra mình nhốt con rồng vào, chứ để nó ngoài nó la âm sùm mấy bạn ơi. Rồi ok, mình sẽ ra mình nhốt con rồng lại đã. Trước khi mình quay clip thì mình nghĩ rằng mình phải nhốt con rồng vào, không thôi nó ồn ào quá các bạn ơi. Ok rồi, bắt mày vô nè. Rồi ok, cho nó khỏi la âm sùm nữa. Từ nãy giờ nó cứ gầm gừ hoài. Rồi, để mình xem coi. Đầu tiên chúng ta sẽ chế tạo chúng ta cái mũ bằng kim cương nha anh em. Ở đó, để mình vứt mấy cục đá này ra trước đã. Vứt ra ngoài để mình còn chỗ mình đựng. Ok, sau đó là mình chế cho mình cái giáp, cái áo các bạn. Cái áo giáp nè, rồi tới cái quần. Rồi, sau đó là tới đôi giày nữa. Ok. Đó, rồi hợp lý. Mình sẽ cất cái bộ giáp rồng của mình vào trong đây nha. Khoan, trước tiên là mình phải cất mấy cái đồ không cần thiết vào đây nè. Cởi giáp rồng ra, mình sẽ mặc thử cái bộ giáp gọi là kim cương vào nha các bạn. Wow, mấy bạn ơi, các bạn nhìn nè. Mình mặc cái giáp kim cương vào nhìn đúng đẹp luôn rồi các bạn xem nè.
cái giáp kim cương nó cứ đổi màu nhìn đẹp ghê luôn á. Wow, cái này chắc là mình phải đặt tên cho nó là giáp cầu vòng mấy bạn ơi. Mà không biết cái giáp cầu vòng này nó có mạnh không ha. Đâu, để mình ra ngoài đây mình cho con quái vật nó quýnh mình thử coi. Ok, ngoài đây có con quái vật nè. Quay quái vật, xuống đây mày, quýnh tao đi. Ây da, ây da. Ủa gì vậy? Tự nhiên không, nó quýnh mình cái trên trời đánh sấm sét xuống đây luôn. Chẳng lẽ là hôm nay là mình mặc cái giáp nó vào á là con gì quýnh mình là sẽ có sấm sét đánh xuống hả ta? Wow, ok, để mình lụm lại coi. Ui, mình nghe tiếng quạ kêu các bạn ơi. Chẳng lẽ vừa xảy ra chuyện gì đó rất là kinh dị sao? Oh my god. Rồi để mình mặc thử bộ giáp vào lại nha. Đâu ta cái nón rồi? Đây cái nón đây. Hay, các bạn ơi, mình nghĩ rằng á là cái bộ giáp cầu vòng này nó không được mạnh cho lắm, bởi vì là mình bị mấy con quái vật nó đánh có tí xíu à, mình chết queo luôn. Cái giáp cầu vòng này mình nghĩ rằng là chắc là chỉ để cho nó đẹp thôi, bạn xem này thấy không? Nó lấp lánh nhìn rất là đẹp luôn đó. Nhưng mà mình thấy nó yếu quá, nó không được mạnh cho lắm. Để mình qua đây mình xem thử coi còn giúp được gì nữa không nha. Thì mình thấy ở đây nó có chế tạo được những cái gọi là dụng cụ nữa các bạn. Đây, có những cái cây cúp nữa nè. Mình nghĩ rằng là mình sẽ thử chế những cây cúp này thử nha. Đầu tiên là chúng ta bỏ hai cục này vào đây để chế cái que. Ok rồi, bỏ hai cục vào, chế cái que nè. Sau đó bỏ cái này vào và xếp nó thành như thế này. Chúng ta sẽ được một cái cây cúp. Wow, một cái cây cúp cầu vòng hả? Nhìn hấp dẫn nha. Ok các bạn ơi. Ui, ui, sao tự nhiên ngoài đây giờ nó thành tuyết luôn rồi? À, mấy bạn ơi, hàng gì hồi nãy mình thấy nước đóng băng hết. Hóa ra là cái khu này của mình bây giờ nó đã biến thành tuyết rồi. Wow, chưa tới Noel mà tự nhiên tuyết rồi ha. Tính ra Noel nó qua lâu rồi mà sao tự nhiên giờ lại có tuyết vậy? Ok. Cái cây cúp cầu vòng này mình nhìn thấy nó cũng khá là đẹp các bạn ơi. Nó cũng lấp lánh y hệt như là cái áo giáp của nó vậy đó. Bây giờ mình vào mình chế cho mình thêm cái sản đó đi. Đúng rồi, hình như nó có cái sản đó nè. Mình sẽ chế cho mình cái sản gọi là gì ta? Sản hả? Hay là chế kiếm ta? Mình thấy chế kiếm được nè. Rồi, để mình thử mình chế cho mình cái kiếm thử nha các bạn. Ok, xếp thành thế này nè. Chúng ta sẽ được một cây kiếm cầu vòng. Rồi, bây giờ cây kiếm cầu vòng còn lại dư 5 cục thì mình sẽ chế cho mình thêm cái sản cầu vòng nữa. Đó, bỏ vào đây, chế thêm cái sản cầu vòng nha. Đó, rồi ok bạn ơi. Vậy là bây giờ chúng ta đã có được full bộ gọi là cúp cầu vòng nè. Đó, rồi kiếm cầu vòng nè. Tiếp theo nữa là sản cầu vòng nè. Đó, thấy không? Ba loại gọi là vũ khí mới, ba loại công cụ mới bạn ơi. Quá xịn luôn, mình sẽ lượm nó vào. Bây giờ mình sẽ test thử gọi là những cái loại dụng cụ được làm bằng cái kim cương cầu vòng này nó có cái gì hay không nha các bạn. Ok, rồi để mình xem coi. Bây giờ ở ngoài đây tuyết đóng băng quá trời luôn rồi, chắc lắc máy tôi luôn quá. Mình nghĩ rằng là mình sẽ sử dụng thử cây gọi là cây cúp cầu vòng thử đi. Mình sẽ đi xuống đây mình mai thử nha anh em, để xem coi nó có gì mạnh không nha. Rồi mình sẽ đi xuống dưới đây nè. Hy vọng rằng là nó sẽ mạnh đó bạn ơi. Rồi ok, bây giờ khi mà mình để cái cây cúp vào đây thì mình thấy rằng nó đang gọi là chia ra thành 9 ô nè. Bây giờ mình thử đặt thử nha. Ôi, wow, trời ơi các bạn ơi, mình đập một phát là coi như là nó gọi sao ta, nó bởi một lần 10 cục luôn. Wow, ghê vậy. Wow, mà nó còn nổ ra thêm cái gì đùng luôn nè. Ồ, ghê quá vậy. Wow, wow, nó nổ kinh quá bạn ơi. Wow, kinh thật sự luôn á, nó nổ bùm luôn, ghê thiệt. Wow, ok, để mình thử ngoài đây nha. Ồ, tính ra là cái này hợp lý nha. Mình có thể sử dụng để mình làm cái gì ta, dụng cụ để mình đi mai cho nó nhanh đấy bạn. Mình mai một lần là được quá trời đá luôn. Wow. Ui, mà lúc mà mình đập xuống dưới đất đó các bạn, là nó sẽ nổ ra một cái gọi là ánh sáng cầu vòng, nhìn rất là đẹp luôn, mày xem nè. Đó, trời ơi, đẹp vãi. Ok, rồi tiếp theo mình sẽ test thử gọi là cây sản cầu vòng nha bạn. Cây sản cầu vòng mình nghĩ là chắc cũng giống như cái cây cúp cầu vòng thôi. Đó, thấy không? Y hệt luôn bạn ơi. Đào một phát là nó sẽ đào được một lần gọi là 10 cục luôn. Đó. Wow, đào lần 10 cục luôn, ghê thiệt. Wow. Hợp lý á. Wow, coi bộ cũng xịn nha. Có hai cái loại dụng cụ này chúng ta sẽ đào được nhanh hơn nè. Đào đất hoặc là đi đào đá đồ nhanh hơn, rất rất là xịn luôn. Ok, uống miếng nước đã. Rồi,
Bây giờ tiếp theo nữa, chúng ta sẽ sử dụng đến gọi là cây kiếm cầu vồng nha bạn. Đó, kiếm cầu vồng nha. Mình sẽ lên trên đây mình kiếm một cái con quái vật hay là con gì đó để mình test thử cây kiếm cầu vồng coi coi nó có mạnh đâu nha bạn. Để mình lên trên đây mình coi coi. Kiếm một con bò hay là con cừu hay là con khủng long gì đó mình lên mình chém nó thử. Trời ơi, tuyết trắng xóa luôn cái khu này á bạn ơi. Trắng xóa luôn cái khu này của mình luôn rồi. Ok. Mình nghĩ rằng là sắp tới chúng ta sẽ làm được thêm một con rồng băng các bạn ơi. Hợp lý đó. Rồi để mình đi qua đây mình coi con gì đó gần đây không để mình test kiếm thử coi. Ôi trời các bạn ơi, mình lại bị khát nước nữa rồi. Khổ ghê luôn á. Ê, mình đào ra được cái cục băng nè. Hợp lý. Ok, để mình đào này ra mình uống miếng nước đã. Khát nước quá, khát nước quá. Từ nãy giờ đi vòng vòng đây không thấy một con cừu hay con bò gì hết các bạn ơi. Có lẽ là do mình giết hết bọn nó rồi hay sao á, cho nên là không thấy con nào cả. Ôi. À, thấy rồi, một em cừu trắng xóa. Bùm. Ui. Wow. Mấy bạn ơi, cái này xịn quá. Chém một phát một là con cừu banh xác luôn. Nó nổ cái bùm luôn các bạn ơi. Wow. Xịn quá vậy. Oh my god, để mình kiếm thêm con gì mình giết coi. Đây đây, trên đây có một cái con để hồi máu nè. Nhưng mà nó đứng trên cao quá, làm sao mình giết nó được. Ok, giết không được các bạn ơi. Để mình đi ra ngoài đây mình xem. Ui. What the fuck? Cái gì kia? Một con creeper cầu vồng. Ui. Ui. Khoan. Wow. Đừng có nói là từ lúc mà mình cài cái mod này vô là nó xuất hiện mấy con này luôn nha. Ôi trời. Wow mấy bạn ơi, coi bộ hay nha. Coi bộ mình cài cái mod gọi là gì ta, kim cương cầu vồng này vô là mình thấy gọi là nó xuất hiện mấy con mod này vô là thấy là hơi bị hay vậy nha. Một con creeper cầu vồng mấy bạn ơi. À, đập nó nè. Ok. Ui, mình đập nó cái là nó sẽ nổ. Đập mày nè. Đó. Đập mày nè con. Ui. Mình đập nó ra xong rồi nó rơi cho mình một cái gì nè. Đâu để mình lượm thử xem. Mình full đồ rồi để mình vứt mấy cái này đi. Ok rồi, để mình xem coi nó rơi cho mình cái gì nè. Wow, một cái thuốc nổ cầu vồng hả? Ui, tính ra là bây giờ cái gì cũng là cầu vồng hết vậy. Hợp lý à. Ok, để mình đi vòng vòng đây coi coi còn thêm con quái vật gì khác nữa không. Còn con nào ở đây không? Mình hy vọng rằng là sẽ có thêm zombie cầu vồng hoặc là con gì đó cầu vồng nữa bạn ơi. Nhiều mấy con cầu vồng vô cho nó xịn. Đó. Để vòng vòng đây coi. Rồi, bị đói rồi, để lấy khoai tây ra ăn đã. Hình như khoai tây mình vứt đâu tiêu rồi. À đây đây, khoai tây đây. Ăn đã. Không biết xung quanh đây còn con quái vật nào khác không ta? Mình đang rất là mong chờ mình sẽ gặp được thêm một con gọi là zombie cầu vồng hoặc là skeleton cầu vồng hay là con gì đó chẳng hạn mà nó xịn xịn xíu. Không biết có chuột cầu vồng không ta? Mày tính làm gì tao hả con chuột kia? Tính đánh tao à? Ui đây, thấy rồi. Ui nó bắn mình. Chạy. Ui. Ui. Bên kia cũng có hai con skeleton kìa bạn ơi. Ui mà khoan, skeleton này là một con mặc giáp, một con có mặc cái quần giáp nha. Ui nó bắn mình. Ui. Ui. Mấy bạn ơi, cái mũi tên của con này là không phải bình thường đâu nha. Nó bắn trúng mình cái thôi là coi như là nó nổ lên luôn á. Wow. Hấp dẫn vậy. Tự nhiên không, từ khi mình gặp mấy con này xong mình thấy mấy con skeleton bình thường thấy sao thấy nó yếu quá ta. Ok, thôi mình sẽ sử dụng cái kiếm rồng đi để mình giết hai con này. Ok, để mình lại gần nó xem thử. Nó bắn mình kìa. Ui, nó bắn mình cái là mình sẽ bị nổ bạn ơi. Kinh thiệt chứ. Bắn đi, mày giỏi bắn ra đi. Bắn đi, tao đang lại gần cho tụi mày bắn tao luôn nè. Ok, bắn đi. Bắn nè, bắn đi. Mày chạy đâu hả? À, con này nó cũng bị cháy bởi ánh sáng mặt trời các bạn ơi. Bắn đi. Chết mày đi con. Ok rồi. Một con chết đây nè. Còn con bên kia. Mình sẽ lấy cái cây nỏ ra mình đứng từ xa mình bắn nó thử. Cài đạn vô. Ok. Rồi cài đạn vô nè. Một con. Nó ngắm mình. Từ. Búp. Ôi trời. Dính vô cây rồi. Lại nha. Búp. Đó. Tiếp nè. Con này nó mặc giáp các bạn ơi. Con này mặc giáp cho nên là sẽ giết hơi lâu tí. Mày hả mày? Ok, mình cầm dao chém luôn đi. Mày nè. Ok. Wow. Ui, nó rơi ra cái gì nè. Gì đây? Cái này là xương cầu vồng hả? Phải nồi xương cầu vồng. Hợp lý phết. Chà, nhiều đồ phết nha. Ui,
Tính ra là đang đi mà tự nhiên gọi là gặp được mấy con quái vật như thế này nhìn cũng lạ mắt phết các bạn ơi. Mấy bạn muốn là mình cài thêm nhiều mấy cái mod hay hay vào trong gọi là cái map vua rồng này thì mấy bạn đừng quên bình luận lại cho mình biết nha. Và mấy bạn muốn mình cài cái mod nào thì các bạn nhớ là bình luận luôn cái tên của cái mod đó cho mình nha các bạn. Chứ mình thấy là cái mod này hơi bị hay rồi đó. Cài vô cái nó cho mình quá trời đồ gọi là nhìn lạ mắt luôn. Cái kiếm cầu vòng rồi áo giáp cầu vòng cái kiểu nữa. Xịn vậy. Nhưng mà cái khoáng sản cầu vòng này kiếm cực kỳ dễ nha. Đào có tí thôi là mình kiếm được quá trời luôn bạn ơi. Wow, hợp lý phết. Ok. Ở ngoài trời bây giờ là nó đã bị gọi là đóng băng hết rồi bạn ơi. Tuyết rơi quá trời luôn rồi. Có lẽ rằng mình phải gọi là tranh thủ thời gian này để mình tạo ra một con rồng băng các bạn ơi. Để còn có video cho các bạn xem nữa. Ok, còn bây giờ thì mình nghĩ rằng là video đến đây cũng đã dài rồi. Và mình sẽ kết thúc video tại đây. Và nếu như mà anh em thấy thích video này thì đừng quên là để lại cho mình một like, một share và nhấn nút subscribe đăng ký hộ cho kênh YouTube của mình. Giúp cho mình mau mau đạt lên được 1 triệu subscribe nha anh em. Ok, và bye bye, hẹn gặp lại anh em ở những video lần sau nha. Ok, Phong Cầu Vòng xin chào tất cả mọi người. Bye bye. Ok, bye bye mọi người nha. Bye bye, bye bye. Tạm biệt. Yêu anh em vãi nồi.